Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Như Lai chẳng nên dạy như thế. Bồ Tát tu tâm từ bình đẳng, lẽ ra không đoạn thọ, được thọ mạng lâu dài, biết được túc mạng thường ở nơi đời. Nay do duyên có gì tới tôn thọ mạng rất ngắn, chẳng khác người thế tục trần gian. Hay Như Lai quán ghét khi chúng con, ngày trước Như Lai làm nghiệp ác gì mà mất cái báo đoạn thọ, sống không đầy 100 tuổi như thế? Thì chết rồi. Ông này ông hỏi độc đáo. Như Lai dạy cái nhân trường thọ, mà nhân trường thọ thì lẽ ra là phải được trường thọ, cái quả trường thọ. Vậy mà Như Lai dạy cái nhân trường thọ mà giờ đây Như Lai sống không đầy 100 tuổi là sao? Chả lẽ đã là Như Lai mà còn có làm những cái nghiệp báo ác đức gì cho nên ngày hôm nay mắc cái quả báo đoạn thọ như thế? Câu hỏi rất là hốc hiểm. Như tôi nói nãy, cái trường thọ ở đây, cái ý của ông Ca Diếp Bồ Tát đây là ông dựa vào cái trường thọ theo cái quan niệm tục đế của người thế gian. Thành ra ông nói là phải nhiều tuổi, cao tuổi, lớn tuổi là quý. Nhưng mà ở đây ông đâu có hiểu, ông biết một, ông không biết hai. Cái loài động vật, mà động vật cao cấp là con người, thì cái tuổi thọ nó cỡ như vậy đó. Đây là nói riêng về con người, cái tuổi nó vậy đó. Chứ còn cái loài thứ cấp mà, ví dụ như là con rùa kia, mà nó còn có thể sống ngàn năm được mà. Con rùa ngoài Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn, người ta để cái tuổi của nó là 500 năm còn được kia mà. Nhưng mà đó là rùa. Có những cái con động vật thế cấp thuộc về súc sanh mà nó sống cả ngàn năm hơn cũng có. Nhưng mà đó là rùa, đó là con khủng long, đó là con gì á. Còn như loài người á thì là động vật cao cấp, nhưng mà cái tuổi thọ nó chưa, nó đại để là nó như thế. Thành ra cái quý của đạo Phật không phải là ở cái chỗ lâu năm, nhiều năm. Cái kiểu mà như là ý niệm gì về mặt tục đế không phải vậy. Đạo Phật tôi dám nói rằng là sống 100 năm mà không thấy được cái chân lý sinh diệt của các pháp không bằng sống một ngày. Bởi vì sống 100 năm như vậy là kéo dài lê thê của khổ ải đau thương mà thôi. Sống một đời sống không có gì đáng sống, chẳng qua là nó không chết. Còn người mà thấy được chân lý là ta sống 20 tuổi, 30 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi gì đó, mà ta thấy chân lý rồi, cái đời sống ngày nào nó quý ngày này, nó thanh tịnh, nó an nhàn, nó thanh thoát ha. Rồi cái vấn đề mà người ta chết đây hả, người ta không hề có sợ sợ gì hết. Vì cái người học đạo người ta biết rằng là chết rồi cũng có mất mà. Mình đang ở trong một cái nhà không đẹp, cái nhà của mình hiện giờ không đẹp, cái giá trị có 100 triệu à. Nhưng mà hiện giờ trong nhà mình đã làm ăn nên làm ra mình có 3 tỷ. Thế thì lỡ như là con trốt nó xoáy nó làm sập, hay là đất nó rung chuyển rồi á, thì cái nhà này nó sập mình có đau khổ lắm không? À, vì sao vậy? Vì cái nhà này mà lỡ sập thì có giá nó có nhiêu? 100 triệu à. Mà trong khi tôi làm ăn đã được 3 tỷ. Thế thì là đất mà nó đông mà nó sập đi nữa là tôi cảm ơn đó, để tôi làm cái nhà khác đẹp hơn. Chứ còn không lẽ tôi đọc cái nhà này tôi bỏ, thành ra tôi là cái người phụ khó tham sang, tôi là cái người gì đó ha, ta nói đủ thứ. Nhưng mà đây con trốt nó làm sập á, giờ đất rung làm sập, bây giờ tôi cất lại cái nhà đẹp hơn nhiều lắm. Tôi cất cái nhà ít nhất là 1,5 tỷ, tôi cũng còn được 1,5 tỷ nữa. Thế thì cái nhà mà có 100 triệu sập nghĩa lý gì? Thế thì bây giờ đây cũng vậy. Ta ở trong cái cuộc đời này, ta có tu được nhân tam quy nè, ngũ giới nè, thập thiện nè, tứ đế nè, thập nhân duyên nè, lục độ vạn hạnh nè, cái nhân của ta là cái nhân đi tới cái đỉnh cao của Bồ Tát, của Bồ Đề vô thượng. Thì còn cái chuyện cái thân này mà nó 50 tuổi hay 60 tuổi hay 70 tuổi nó chết đi, rồi ta sẽ có một cái thân khác đầy đủ phước báo, an lành hơn. Giống như sập cái nhà 100 triệu ta có cái nhà 1,5 tỷ. Thế thì người trí ai lại lo âu và khổ sở chứ?
Do vậy đó cho nên là cái ý của ông Bồ Tát Kỳ Diếp mà hỏi Phật là không có chân lý đâu. Cái người mà thấy được chân lý rồi là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Sự sinh tử kể sao cho cùng số, tử rồi sanh, sanh tử lững lờ trôi. Phải hiểu như vậy. Thân ngũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan. Mà tan ở đâu? Tan trong vũ trụ bao bao la. Mà đã tan trong vũ trụ bao la rồi thì nó cũng hợp trong vũ trụ bao la. Sự hợp tan, tan hợp vô cùng, mà nó hiện hữu với thời gian vô tận. Có mất mát gì đâu mà sợ. Cho nên cái ý mà muốn về Như Lai phải sống lâu mới gọi là có tu cái nhân trường thọ. Nói như vậy là nhìn bằng nhục nhãn thì ông nói như trúng, nhưng mà nhìn bằng tuệ nhãn, bằng pháp nhãn là ông nói không trúng. Ông kia không hiểu được cái chánh pháp của Như Lai. Cho nên cái chỗ này mình học cái đó mình thấy sướng chứ. Học mình nắm được cái ý tứ kinh điển rồi bồi dưỡng cái trí tuệ mình sống rất là thoải mái. Ở trong cái nhà 100 triệu mà mình tạo ra cái sự nghiệp 3 tỷ thì cái nhà này có sập có mất bằng kiểu nào nó cũng được. Đất sụp cũng được, hỏa hoạn cũng được, con trốt hốt đi cũng được, nước lụt ngã đổ cũng được, rồi mình làm cái nhà khác tốt hơn đó mà. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: nay dân cái gì mà ông nói lời thô trước Như Lai như thế? Như Lai trường thọ hơn hết trong các cái tuổi thọ, Như Lai được pháp thường trụ hơn hết trong các pháp thường trụ các ông cần phải học đó. Thế thì Như Lai đây là Như Lai cái gì? Học cái phẩm trường thọ này phải học Như Lai giả là tức chư pháp như nghĩa. Đây là chỉ cho cái chân như, cái bản thể chân như của vạn pháp. Vạn pháp mà nó thiên sai vạn biệt, thiên hình vạn trạng ở thế gian này đó, nó là cái diệu dụng của cái bản thể chân như kia. Mà hiện tượng vạn pháp thiên sai vạn biệt, thiên hình vạn trạng đây á, không bao giờ nó mất, nó luôn luôn là tồn tại hiện hữu từ dạng này qua dạng khác, đời này qua đời khác, nó không mất. Mà cái hiện tượng duyên sanh mà đã không mất thì đương nhiên là cái bản thể để duyên sanh này hiện tượng cũng không bao giờ mất. Do vậy cho nên là các ông phải học là học pháp thân của Như Lai là thường trụ. Pháp thân là cái thân bằng vạn pháp, cái thân để nó duyên sanh ra vạn pháp, tức là cái bản thể chân như. Hễ bản thể chân như mà còn, hễ hiện tượng vạn pháp mà còn thì bản thể chân như đương nhiên là còn. Cũng như sống ngoài một bóng bọt của biển mà còn thì đương nhiên là cái thể nước phẳng lặng như gương của biển còn. Chính vì cái thể nước phẳng lặng như gương của biển còn, cho nên có, còn có, cho nên mới sinh ra sống ngoài một bóng bọt. Do vậy cho nên chừng nào sống ngoài một bóng bọt trên mặt biển còn thì cái thể nước phẳng lặng như gương của biển còn. Hiện tượng vạn pháp như sanh ngàn sai muôn khác còn, thế thì cái pháp thân đó gọi là cái thân bằng vạn pháp đó, cái đó còn. Thế thì cái chữ pháp thân đây là chỉ cho cái bản thể chân như của vạn pháp đó. Cho nên Như Lai giả tức pháp như nghĩa. Phải học đó, phải học học Như Lai đây là Như Lai pháp thân, là cái bản thể chân như của vạn pháp để nó duyên sanh ra hiện tượng vạn pháp. Nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai nhược khứ nhược tọa nhược ngoạ, bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Người nào nói Như Lai mà phải lần có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, có nói, có nín, có động, có tỉnh, có ăn, có ngủ, là người đó không hiểu về cái nghĩa Như Lai của Phật dạy đâu. Cho nên học cái này là phải tư duy cho kỹ mới thấy được cái Như Lai pháp thân, mới thấy được cái bản thể chân như. Cho nên Như Lai không có mất, là ta dạy cái chữ Như Lai là Như Lai đó, Như Lai đó. Thành tôi nói với đại chúng là đại chúng để ý học cái kinh này là phải đi sâu về
phải tư duy quán chiếu để cho nhận thức cho được cái Như Lai pháp thân, tức là cái thể chân như. Học vậy để chi? Để mình biết rằng là mình không bao giờ mất. Ảo hóa không thân tức pháp thân, thân ảo hóa này không ngoài pháp thân mà có. Hãy có một phần ảo hóa là tất nhiên là đây là cái diệu dụng duyên sanh của pháp thân. Thành ra hệ thân ảo hóa còn thì Như Lai còn, hiện tượng giáo pháp còn thì Như Lai còn, cho nên Như Lai là thường trụ. Phải học cái đó.